gốc cao 15 viên nha các bạn ơi. Rồi các em á. À, thì câu thì cái công quảng trường Long Biên này một cái nó là đẹp, cái gồm có hoa dạ quỳ ha, và hoa tiên ganh, và có những cái dịch vụ ở đây, và dưới cái khu vực quảng trường Long Biên này là có những cái quán cà phê và có ẩm thực các anh chị ạ. À chú ý đi các em tham ha. Rồi đây là khu vực Xuân Hương, nó có những cái những dịch vụ rất là tốt, các bạn hãy đến xem ở đây nha.